Đây, phía trước mặt chúng ta là bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 ở thành phố Phủ Lý, Hà Nam. Đây là bệnh viện ở tuyến trung ương, sẽ giảm tải cho bệnh viện Bạch Mai, một ở trên Hà Nội. Tuyến này sẽ đón bệnh nhân từ ở những tỉnh phía Nam lên. Nghệ An, Hà Tĩnh, rồi là Ninh Bình. Tỉnh ở gần xung quanh Hà Nam, bệnh nhân sẽ về đây giảm tải cho tuyến cho bệnh viện Bạch Mai Trung ương. Bệnh viện Bạch Mai này mới đi vào hoạt động đầu năm tỉnh Hà Nam, hiện tại đang trong quá trình xây dựng. Phủ Lý 6 cây, thành phố Nam Định 26 cây, và đây là chính là cái điểm ngã ba nối đường thành phố Nam Định đi lên đường 21, đi từ thành phố Nam Định ngã tư Bixi. Bệnh viện Bạch Mai này là cái nằm ở vị trí rất là đắc địa, nghĩa là có một con đường từ huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, quốc lộ 10 nối thẳng sang đi cầu Thái Hà và đi về đây. Và bệnh viện Bạch Mai này sẽ và một điểm nữa thành tỉnh Hưng Yên đi sang là cầu Hưng Hà. Người dân Hưng Yên có thể sang đây khám chữa bệnh ở bệnh viện Bạch Mai này. Đây là đường đi vào Phủ Lý này. Điểm từ cầu Hưng Hà, từ cầu Thái Hà của hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình về đến bệnh viện Bạch Mai ở tỉnh Hà Nam này là khoảng 25 km. Đường rất là thông thoáng, dễ đi. Đây các bạn được quan sát, đây là bệnh viện Bạch Mai. Và chỉ cách bệnh viện Bạch Mai này khoảng chừng 1 km là bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Trên tuyến đường này bệnh viện Việt Đức, đây là bệnh viện Bạch Mai. Hiện bệnh viện Bạch Mai vẫn đang trong quá trình xây dựng để tăng cường tăng giường bệnh và các khoa ngành điều trị cho những bệnh nhân. Giao thông rất thuận lợi các bạn nhé, đường đi thuận lợi, giao thông thuận lợi. Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 ở Hà Nam, bệnh viện Bạch Mai Trung ương. Đây là đường đi về thành phố Phủ Lý và đi đến trạm soát vé Liêm Tuyền, đường ngay ở dưới đường cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình. Đây là trạm soát vé Liêm Tuyền. Trạm soát vé Liêm Tuyền là một trong những cái trạm soát vé chính của cái tuyến đường cầu Rẽ Ninh Bình. Từ chân cầu điểm trạm soát vé Liêm Tuyền này về đây đâu, về bệnh viện Bạch Mai này chỉ có khoảng chưa đầy 500 m, thuận tiện các bạn nhá. Okay. Đấy, nên là nhà ai có nhu cầu khám chữa bệnh mà lên Việt Đức, lên bệnh viện Bạch Mai hoặc Việt Đức ở trên Hà Nội mà sợ cái cảnh chen lấn thì hãy về bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nam này. Đầy đủ trang thiết bị, bác sĩ ở trên đây về. Chào các bạn.
hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu ủng hộ kênh, các bạn hãy ấn nút subscribe bên tay phải phía dưới màn hình. Chúc các bạn sức khỏe và thành công. Các bạn, tôi đang có mặt tại chỗ bệnh viện Bạch Mai, cơ sở 2 ở thành phố Phủ Lý, Hà Nam. Đằng sau tôi là bệnh viện Bạch Mai này. Và bệnh viện Bạch Mai này đã đi vào hoạt động từ đầu năm 2019. Hiện tại vẫn đang trong quá trình xây dựng, bổ sung thêm số khoa và cơ sở và chỗ và phòng bệnh. Đây, các bạn để quan sát. Có cái đường xung quanh đi quay bệnh viện, có nhiều cổng vào. Trên tuyến đường này là đi vào cổng chính này. Đấy, đi tới đây. Mọi người đi ra cổng chính. Đây, cái tuyến đường đi về Nam Định này. Hướng này là hướng về Nam Định. Và ra có tuyến đi tắt ra đường Thái Bình và Hưng Yên, qua cầu Thái Hà và cầu Hưng Hà. Từ đây ra đến cầu Thái Hà Hưng Hà khoảng hơn 20 cây số thôi, đường Bạch Mai. Cách đây là đi về hướng Dương Quý, cầu vượt về chỗ trạm xuất vé Liêm Tuyền. Trạm xuất vé Liêm Tuyền thì vừa qua đấy, cầu vượt cầu rẽ Ninh Bình, Hà Nội Ninh Bình. Cầu rẽ Ninh Bình thì khoảng 500m là đến bệnh viện Việt Đức, cơ sở 2. Đấy, đây là đường đi về hướng về Nam Định, thành phố Nam Định. Ok. Đây là đường cầu vượt đường cao tốc cầu rẽ Ninh Bình này. Đây là điểm xuất vé Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý. Đây, chạy xe Liêm Tuyền đây. Hướng Hà Nội về. Đấy, các bạn để quan sát, đây là bệnh viện Việt Đức, cơ sở 2. Bệnh viện Việt Đức này còn đang trong quá trình xây dựng, chưa đi vào hoạt động. Công ty rồi đó. Đây là sang bến xe Phủ Lý này. Xe Phủ Lý bây giờ đó. Đây là phía trước ở bệnh viện Việt Đức. Từng bao này thì hơi khó quan sát bên trong. Đây là chúng ta ra cổng bệnh viện Việt Đức. Đây, bệnh viện Việt Đức 2. Đây còn đang trong quá trình xây dựng, chưa xong. Rất đẹp. Cách đây khoảng độ một cây số là ra bệnh viện, đi theo đường này, đi qua gầm cầu vượt Liêm Tuyền, cầu rẽ Ninh Bình, trạm xe Liêm Tuyền sẽ đến bệnh viện Bạch Mai. Hai bệnh viện rất gần nhau.
bệnh viện đều nằm ở tỉnh Hà Nam để giảm tải cho các tuyến ở trung ương ở trên Hà Nội. Đang tất cả đều trong quá trình xây dựng. Nhưng bệnh viện Bạch Mai đã tạm thời đi vào hoạt động giai đoạn 1. Nhìn thấy khuôn viên từ ngoài vào là đẹp lắm. Đứng từ bên này đường ta quan sát bệnh viện Việt Đức được toàn cảnh hơn. Đấy, đường đi vào thành phố Phủ Lý. Đây là cầu vượt đường cao tốc cầu rẽ Ninh Bình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Quen TV. Để ủng hộ kênh, các bạn hãy ấn nút like, share và đăng ký màu đỏ bên phải bên dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất từ Quen TV. Chúc các bạn sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.